Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức mới nhất trong ngày. Kính thưa quý vị, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Nam Trung Quốc kể từ tháng 2 khi vào mùa lũ chính. Đến ngày hôm nay, ít nhất có 45,52 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong những ngày gần đây, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở Cửu Giang thuộc Giang Tây, Hợp Phì thuộc An Huy, Lục An và nhiều nơi khác. Tin tức trên mạng Internet cho thấy người dân đang ở trong một tình cảnh rất đáng thương. Vào ngày hôm qua, một đoạn video diễn thử sự cố vỡ đập Tam Hiệp đã được đăng lên mạng Internet gây xôn xao dư luận. Video này được làm rất chuyên nghiệp và được tham khảo ý kiến từ một số chuyên gia tại Trung Quốc. Đoạn đầu của video giới thiệu đập Tam Hiệp cao 181m so với mặt nước biển, chiều dài thân đập 2.355m, chiều cao lưu trữ nước thông thường 175m và tổng dung tích 39,3 tỷ mét khối. Video cho thấy hình ảnh mô phỏng mặt trước của đập Tam Hiệp và giải thích hậu quả nghiêm trọng khi thân đập bị vỡ hoàn toàn. Có thể thấy trong hình ảnh là sau khi đập Tam Hiệp bị vỡ, mực nước lũ cao gần 100m nhanh chóng được xả do sự ngăn chặn của các ngọn núi ở hai bên bờ sông nên không thể phân tán lũ được. Lũ được xả ra sẽ vượt quá 100 km/h. Trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy đập Cát Châu và đến khu vực đô thị Nghi Sương chỉ cách 50 km đường sông với đập Tam Hiệp. Trận lũ cao 20 m sẽ phá hủy Nghi Sương với tốc độ dòng chảy 70 km/h. Trong vòng 5 giờ, mực nước ở Nghi Sương sẽ cao tới 10 m. Sau khi lũ Nghi Sương, nó sẽ tiếp tục tiến dọc theo dòng sông, làm ngập các thành phố và thị trấn dọc theo con đường với tốc độ trên 60 km/h. Chiều cao của lũ là khoảng 15 đến 20 m. Sau khi lũ lụt làm ngập huyện Nghi Đô, nó sẽ tràn tới vùng núi đến vùng đồng bằng rộng lớn và tiến tiếp tới theo hình quạt, khu vực bị ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Do lũ phân tán rộng, độ cao sẽ giảm xuống dưới 8 m và tốc độ dòng chảy sẽ giảm xuống 25 km/h. Tuy nhiên, tốc độ dòng chảy của sông Trường Giang vẫn không dưới 35 km/h. Sau khi lũ làm ngập Kinh Châu, một phần của lũ sẽ lan ra khỏi sông chính và đi thẳng đến Vũ Hán. Trong video mô phỏng, chiều dài của sông Trường Giang từ Tam Hiệp đến Nhạc Dương là 350 km. Trận lũ sẽ đến Nhạc Dương 5 tiếng sau khi vỡ đập. Hồ Động Đình bên cạnh Nhạc Dương có tổng diện tích 22 tỷ mét khối. Nếu không vào mùa mưa lũ, nó sẽ có tác động làm dòng chảy chậm lại. Độ sâu lũ ở Nhạc Dương sẽ vào khoảng 5 mét. Do dòng chảy của Hồ Động Đình chậm lại, nó sẽ không bị ngập trong một thời gian dài. Do đó, lũ lụt trên diện rộng sẽ tiếp tục chảy về phía đông, đi tới Hồng Hồ thì chậm lại. Một lượng nước được tích trữ lại. Tổng dung tích của hồ Hồng Hồ là khoảng 16 tỷ mét khối. Chiều dài của sông Trường Giang từ Tam Hiệp đến Vũ Hán là 700 km. Lũ lụt sẽ đến Vũ Hán sau 10 tiếng vỡ đập. Vũ Hán cao hơn mực nước biển 18 đến 40 m. Chiều cao của lũ đến Vũ Hán là khoảng 7 m. Cho dù khu vực địa phương của Vũ Hán được an toàn thì độ sâu của lũ là khoảng 5 m. Sau khi đi qua Vũ Hán, đường nước trở nên hẹp và lũ xả ra chậm lại. Do đó, nước tù đọng ở Vũ Hán không dễ giảm xuống. Khi Trung Quốc đang đối mặt với trận lũ được coi là lớn nhất trong lịch sử, vai trò kiểm soát lũ của Đại học Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới lại gây tranh cãi. Sau những cơn mưa dữ dội kéo dài hơn một tháng qua, chính phủ Trung Quốc cho biết nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới đã giảm đỉnh lũ, giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế, số lượng người tử vong và sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước cao nhất trong lịch sử trên sông Dương Tử và các hồ lớn của nó đã chứng minh được Tam Hiệp không đáp ứng được mục tiêu cắt lũ so với thiết kế. Do việc xây dựng các con đập sẽ luôn có vấn đề bồi lắng vật chất và tích tụ đá cuội. Nếu có quá nhiều cát và đá tại một thời điểm nhất định sẽ luôn có nguy hiểm. Vẫn còn một bài học đẫm máu như vậy vào năm 1975 và dường như nó vẫn không thể cảnh báo mọi người. Kính thưa quý vị khán giả, thông tin lũ lụt ở Trung Quốc mới nhất ngày hôm qua cho thấy mưa lũ tiếp tục trầm trọng, sạt lở đất ở phụ lưu của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc chặn đứng dòng sông, đe dọa nhấn chìm một thành phố và các làng mạc lân cận. Một nhánh sông Dương Tử bị chặn đứng, Trung Quốc đã sơ tán hàng chục nghìn người ở các tỉnh An Huy và Hồ Bắc trong bối cảnh mưa lũ và sạt lở đất xảy ra do những trận mưa lớn hàng thập kỷ mới xảy ra.
Vụ lở đất xảy ra từ 2 ngày trước đó khiến 1,5 triệu mét khối đất đá ập xuống phụ lưu của sông Dương Tử ở gần Ân Thi, Tân Hoa xã, dẫn thông tin từ giới chức địa phương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu vàng hôm trước với mưa bão khắp Trung Quốc, cảnh báo các quan chức địa phương tiếp tục theo dõi trước nguy cơ tiếp tục có thể sạt lở đất và lũ lụt. Trong khi đó, cảnh báo đỏ được giới chức phát ra ở các tỉnh An Huy và Giang Tây, nơi có sông Dương Tử đi qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay mực nước trên các sông hồ ở đây sẽ tiếp tục dâng lên. Các quan chức thủy lợi Trung Quốc cho hay cần theo dõi chặt mực nước ở đập Tam Hiệp. Hồ chứa của đập đang trữ một lượng nước lũ khổng lồ để giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu và hiện mực nước đang cao hơn 16 mét so với mức cảnh báo chính thức. Những con đập khổng lồ của Trung Quốc được theo dõi nghiêm ngặt trong những tuần gần đây khi mưa lũ liên tục xảy ra ở Trung Quốc. Lũ lụt theo mùa xảy ra nhiều ở khu vực của Trung Quốc mỗi năm, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam, nhưng điều kiện năm nay đặc biệt tồi tệ. Cho tới nay, các thành phố lớn vẫn an toàn, nhưng lo ngại gia tăng với Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, cũng như các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người. Lũ lụt đã buộc Trung Quốc phải sơ tán khoảng 1,8 triệu người ở 24 tỉnh, chủ yếu ở phía Nam kể từ đầu tháng 7. Bộ Quản lý Khẩn cấp ước tính thiệt hại trực tiếp do lũ lụt lên tới hơn 49 tỷ nhân dân tệ, khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây xảy ra năm 1998, khiến 2 triệu người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử. Trong bối cảnh lũ lụt ở Trung Quốc, chuyên gia Qing Feng Zhang thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho rằng Trung Quốc cần hành động ngay bây giờ để ngăn lũ lụt ở sông Dương Tử trở nên tồi tệ hơn. Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc là hệ quả của gió mùa năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm. Lũ lụt nặng nề đã ảnh hưởng đến 38 triệu người và gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp 11,8 tỷ đô la Mỹ. Lưu vực sông Dương Tử ở phía Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt kể từ đầu tháng 6 năm nay. Hàng trăm con sông nhỏ có lưu vực từ vừa tới nhỏ cũng như các hồ chứa nước lớn ở Trung Quốc, trong đó có hồ Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ, đều đã dâng nước lên mức cao nhất trong lịch sử, Nikkei cho hay. Lũ lụt năm nay chắc chắn không phải là lần đầu tiên xảy ra, theo ông Qing Feng Zhang. Cứ 10 năm một lần, lưu vực sông Dương Tử trải qua đợt lũ lớn nhất, gây tổn hại nặng cho nền kinh tế và môi trường. Các yếu tố con người và sinh thái như đô thị hóa đẩy mạnh khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Trong bối cảnh đó, chuyên gia ADB chỉ ra 5 giải pháp mà Trung Quốc có thể thực hiện để giảm thiểu tổn thất do lũ lụt gây ra, đồng thời tối đa hóa các lợi ích của phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh giải pháp để lũ lụt sông Dương Tử không trở nên tồi tệ hơn gắn với các vấn đề phức tạp về tài chính, xã hội, thủ tục và kỹ thuật. Ông đã đưa ra 5 giải pháp giảm thiểu lũ lụt. Giải pháp đầu tiên và tối quan trọng là cải tạo các biện pháp kiểm soát lũ đã già cỗi như đê điều và hồ chứa. Giám đốc Phòng Môi trường, các nguồn tài nguyên và nông nghiệp của Bộ phận Đông Á của ADB chỉ ra có hơn 80.000 hồ chứa ở Trung Quốc, trong đó có khoảng 50.000 hồ thuộc lưu vực sông Dương Tử, không trữ nước tới định mức dự kiến bởi bị rò rỉ. Các đập không ổn định và khả năng thoát nước không đáp ứng được yêu cầu khi cần xả lũ khẩn cấp. Theo chuyên gia Zhang, cải tạo những hồ chứa là phương pháp chi phí thấp, góp phần giảm thiểu lũ lụt và ít ảnh hưởng xấu tới môi trường, con người so với xây các hồ chứa mới. Thêm vào đó, cách tiếp cận dựa trên tự nhiên như đê kè sinh thái, bảo vệ các vùng đất ngập nước và khôi phục hệ sinh thái là điều cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Thứ hai, theo chuyên gia ADB, bảo tồn sinh thái đóng vai trò quan trọng trong giảm nhẹ lũ lụt. Một lượng lớn các vùng đất ngập nước ở Trung Quốc từng là rào chắn lũ tự nhiên đã bị phá hủy với tỷ lệ hàng năm khoảng 9% kể từ những năm 1950. Khoảng 1,3 triệu hecta diện tích mặt nước ở vùng đệm chủ yếu ở các hồ Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ đã được khai hoang để phát triển nông nghiệp và đô thị hóa. Khu vực này ở các hồ còn lại cũng bị giảm đáng kể do quá trình bồi tụ. Trách nhiệm quản lý rủi ro lũ lụt vẫn được phân chia giữa một số cơ quan, dù Trung Quốc mới đây đã có cải cách, chuyên gia Giang chỉ ra trong giải pháp thứ ba. Theo đó, vai trò của chính quyền ở các địa phương lưu vực cần được tăng cường để có thể phối hợp một cách đầy đủ. Giải pháp giảm thiểu lũ lụt Trung Quốc thứ tư được đề cập là giải quyết bất bình đẳng xã hội và giới tính. Nghèo đói là nguyên nhân và hậu quả của sự tổn thương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, nơi các hộ gia đình sống dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Ở những khu vực không đủ điều kiện vệ sinh, lũ lụt có thể dẫn tới ngập nhà vệ sinh, ô nhiễm nước ngầm, ô nhiễm đất và suy thoái môi trường nói chung. Do đó, tăng cường cách tiếp cận quản lý vệ sinh và sức khỏe cộng đồng an toàn
là tối quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Thêm vào đó, hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt nên được gắn chặt vào hệ thống dựa trên cộng đồng. Các cơ chế tài chính là công cụ giảm thiểu tác động của tổn thất về kinh tế do lũ lụt là giải pháp thứ 5 được đề cập. Theo đó, tiềm năng của các sản phẩm tài chính, trong đó có bảo hiểm, các cơ sở nợ tiềm tàng chịu rủi ro chung và các cơ chế mới nổi khác để điều chỉnh quy hoạch và khả năng hồi phục hệ sinh thái vẫn chưa được khai thác. Theo chuyên gia ADB, để ngăn lũ lụt sông Dương Tử tồi tệ hơn ngay từ bây giờ, chính phủ Trung Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế, khu vực tư nhân, ngân hàng, thương mại, các viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội, dân sự phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.